Chào anh em nhá. Hôm nay sẽ đi kiểm tra một thuê bao mà khách hàng gọi là khách hàng báo trên hệ thống là mạng chập chờn. Lúc trước cũng có gọi cho khách hàng là cái mạng nó bị yếu sóng wifi hoặc là mạng nó bị lag. Thì khách hàng bảo là cách khoảng độ tầm 5-7 mét là nó không bắt được wifi. À nó lag. Thì cái vấn đề mà mạng lag hoặc là sóng kém này nó có hai cái nguyên nhân đúng không ạ? Thứ nhất về cái sóng wifi nó bị yếu này. Sóng wifi nó bị yếu thì chúng ta có thể thay đổi lại cái vị trí lắp đặt của wifi. Cái thứ hai nữa là nó bị cái lỗi của modem dẫn đến tình trạng sóng wifi bị yếu. Cái này mình nên thay lại thiết bị wifi. Còn đối với mạng lag thì chúng ta nó có mạng lag thì nó có nhiều nguyên nhân lắm. 50 đây à? Em đi xuống đi nữa. À tí nữa anh ạ. Vâng. Tí nữa em quay lại. Mạng lag thì có 50% do cái lỗi hệ thống nhá các bác nhá. Bình thường anh em ở dưới này thì chỉ có thay nguồn này là thay wifi, hơn nhiều nhất là thay lại cái đường dây. Nếu mà khách hàng kêu liên tục khoảng độ mình thay mấy cái thứ đấy không được thì thay hai lần mà không được thì anh em phải sử dụng đến máy tính để có thể test dịch vụ. Đây là cái con thiết bị ứng cứu 670i, nó hơi cũ một tí nhưng mà là con 2-3 tuần không ạ. Con này vừa mới mang về thôi nhưng mà nó căn bản mình cầm nhiều nó bật. Nhà anh ở chỗ nào nhỉ? Alo. Ui mẹ chết mẹ rồi. Chưa nhập kho. Toàn rồi. Chưa ấy rồi. Hôm nay chưa có ấy. Hôm nay chưa có cầm đi rồi. Không có cái máy kia mà xác nhận hàng ấy. Chưa mới được. Tạm dừng đi đã. Mật khẩu của anh là gì nhỉ? 97 điểm 2. Cái dưới đây anh. À? Cái dưới đây à? Còn cái tiền đấy. Kẻ. Mật khẩu gì anh? 97 điểm 2002. 97. Hay là đổi khác? Điệp 2002. Đổi mẹ đi kia điệp. Đổi lại phải cài lại cao anh. Đổi cái á? Để đấy.
97 điểm 200. Người yêu sóng anh hay là người yêu cũng ngồi đây, ngồi đây mà sóng nó cứ quay tròn đấy, có nói chuyện gì được không? Ôi chết đấy, buổi thế nhỉ. Ngay ở đấy mà ở đây trong nhà có iPad cũng yếu đây đấy, còn thua cả 3 giò ấy, 4 giò ấy. À, nhưng mà thì ngon rồi. Đã biết đâu chơi lo lắm rồi đấy. Ừ, bỏ cái này rồi. Ngoài này ta ngoài đến nó cứ quay tròn nhé. Gọi cái điều rồi. Ờ. Có nói được đâu. Nói tiếng nghe tiếng không ấy. Chẳng biết đấy. Cái nhà bên này người ta làm gì đây? Trang trại gì đây? Trang trại gì đâu? Cái này á? Vâng. Ngày trước nó làm vườn rau sạch ấy, nhưng mà thấy đầu tư bằng đấy nhưng mà chặt thấy làm gì rồi. Vừa nãy thấy gọi lắp. Nhuộn á? Vâng. Chắc cam trục chặt. Cái nó ấy của Vina mà. Lại chỉ nhờ anh quê thôi ấy. Bảo chuyển dùng chung với bên đấy anh. Ờ. Để lắp lại này. Kéo là muốn lắp riêng à?
không biết là nó lắp riêng rồi hay sao, nhưng mà kéo từ trên này xuống, cái nó kéo từ cái cột chỗ nhà anh Quảng này. Cái kéo kéo nó kéo từ cột chỗ nhà anh Quảng xuống. Đẹp to tướng rồi ha. To. Trên thời gian ở nhà, ở thời gian ở nhà lắp wifi cái như đã bỏ lắp nè, ở nghe là đeo hào đeo trùng kiểu wifi đeo trùng nghe nó chơi wifi kiểu đưa trùng này gió kiểu này căn nhà mình dùng một con yếu điện thoại ấy, có cái dùng thì có 2-3 điện thoại mà có quay toàn này nhau mấy cái điện thoại với hai cái camera trộn nó là yếu, nhanh yếu. Có cái nọ ảnh thiên thì vai nó đẹp một cái à? Đẹp. Cao. Thôi cao. Thôi lấy cái hả? Lấy cái. Tao đi nghĩ ra chè, chè lên chứ ba lên rồi. Ba chỉ. Quay yên nha. Thì điện thoại. Học cái thêm một điện thoại cả đi. Cái gì hả? Thì dùng điện thoại chứ. Để trái với. Không. Cái đó à? Đó. Đó. Đợi bằng. Đây em nhìn cái lắp tới xem. Có, chắc có wifi nhé. Hả? Chưa có wifi ấy. Nó nhìn cái đổi cho con này. Là gì ạ? Mà là gì? Hả? Đuôi chạc không ơi. Cái là có một cái. Yếu là lô mới bắt mắt số nghe nó thì đôi là số bầu lên là cái số rồi cục cái phai này quả wow, một con mơ thì quả wow. Cái số này này số chỗ này à lúc này thì nó có à vậy mới mỏng mới mới hỉ chân liên đấy thế đuổi tung đai mất lô đi. À, anh bảo đây em có mang cái cục ở trên TV này luôn không? Ở đây làm gì cần phải cục đấy? TV bạn đã phát trực tuyến mà, đã trực tuyến rồi kiểu như muốn xem mấy cái truyền hình mình thấy. Truyền hình đấy, vâng. Tải về. Truyền hình thì thêm 10.000 một tháng thôi. Ờ thì
Không thì đi làm luôn. Bao tiền? 10.000 một tháng. 10.000. Xem được đất nó giống như kiểu đầu bình thường ấy. Cái con già cũng xem lắm nó đi mà. Thôi đúng không biết cái đồ đồ chảo. Tao không xem không có cái đồ chảo. Đồ chảo nhiều cũ hút đây có mang xuống nhưng mà không có điều khiển mà không có đi nạp tiền. Cái đồ chảo như mình nộp tao 9 tháng mà cũng sắp hết rồi đấy. Thế. Cho em điện cái chị kia cũng hỏi là bảo cứ bảo trừ chờ mấy ngày trả được không? Cần TV đó về. Em bảo bọn kia nó đấu luôn cho nhá. Đấu gì? Đấu cái đầu TV luôn cho nhá. Không biết đều không có cái cài đặt em được mà. Nhưng mà xem được luôn. Nhưng mà không xem được. Bây giờ phải mất phí 10.000 một tháng. Xem được tất cả các kênh đấy. Còn cái đầu kia nó kìa. Không, tức là xem trực tuyến ở đây thôi. Nhưng mà đội kinh doanh nó phải đấu ở trên hệ thống thì mới xem được. Bây giờ mất 60 được 7 tháng. Cho mình nghỉ 7 tháng. À. Đừng hết là nhiều. Cho mình nghỉ 7 tháng. Nếu bọn bảo bọn cái danh mà lấy được đâu ấy. Nó gì em không biết đâu. Anh bây giờ bảo đội nào đó ấy. Đội kinh doanh. Nó sẽ có mã về điện thoại của anh ấy. Nếu được. Mình lấy cái mã đấy mình nhập vào đây. Wi-Fi một tháng 10.000. Đúng rồi. Nhưng mà xem đá được đá bóng có. Được, xem được. Không xem được. Vì tiết đấy, ông già ấy, không mua được. Muốn thấy đầu chào lắm này đấy, nhưng mà tao là cố bảo từ từ chưa có tiền thôi chứ. Thế không bảo lắp vào đây xem tất cả được các kênh mà. Chưa em điện mấy lần để em bảo đấy. À mình kiểm tra bảo bao lần này cái chỉ kia chỉ bảo ấy mà thì kiểu phù bây giờ TV như này là Viettel có app mình đấu bao lần kết nối là xong.
muốn xem kênh để muốn xem kênh các kênh để biết là kiểu giả rồi xem đá bóng xem cả đêm ấy. Còn bình thường như em ở nhà sao em ở nhà không xem gì được bài pháp của tiếp theo alo đường TV á smart á thì ai đâu còn rồi đang được cơ cơ đâu cái khác đấy chắc là một mờ nó chạy chỉ tiêu rồi. Đây anh vào đây đây hai của TV 30 đúng không? Vâng em xóa để xem tiếp. Alo mấy đây mang ra xem bình thường này.
Bây giờ 36.000 là đủ không? Vâng. 30.000 sẽ được. Quý vị điện. Thôi, 30 thì đã thôi, có cái điện. Đấy, anh cũng bảo báo cáo này nhá, 360 này. Đấy rồi. Đấy, dựng thuốc này. Đấy. Cái này nó có sẵn hết từ lần trước. Cái này trước đây anh bảo mình cài, bảo trả tiền bình thường thôi. Wi-Fi là ngon rồi. Anh vào đi. Wi-Fi được rồi đấy. Bây giờ tốc độ chắc là. Anh chỗ nhất ngồi ăn anh em ngồi ăn cơm thôi mà gọi nhau đến ăn uống mà gọi đéo gọi được ấy. À nhưng mà mà cục Wi-Fi nó có xa đâu bằng đấy. Nhà đây đây mà không gọi được ấy. Bó tay đấy. Một trăm, gần trăm à. Cái này thoải mái em dùng rồi. Lúc này anh đo được nhiều không? Cục chắc ba mấy, bởi vì cục đấy là cục một băng tần. Cục này cục một băng tần này. Cục này cục hai băng tần. Hai băng tần nó gấp đôi lên mà. Cục kia lâu lắm rồi, hai con ghét à, yeah. Từ ngày lắp đấy anh nhỉ? Từ ngày lắp đấy. Mấy năm nay rồi nhỉ? Quay tròn nhé. Ok, được rồi đấy. Vâng. Bắt được nhưng mà nó yếu. Chắc lâu lắm rồi nó hết tiền rồi. Từ ngày lắp của anh được mấy năm rồi, phải từ 2018 ở đây là đã có rồi. Em đi nhá. Thay xong cái đầu TV, à cái đầu Wi-Fi các bạn. Thì khách hàng đợt trước anh em, mấy anh em kinh doanh họ chạy chỉ tiêu của cái TV 360 ấy. Nên không có cài lên cái TV cho khách hàng. Đây định lắp một cái gói đấy nhưng mà đội kinh doanh bảo là có sẵn ở đấy rồi, thì chỉ cần gạch cái cước ra là mở cái cước ra là sẽ dùng được. Thôi, video xin tạm dừng tại đây các bác nhé. Nếu mà các bác nào muốn đổi cái cục phát wifi lên hai băng tần thì các bác liên hệ cái số 18008119 nhé. Nếu mà các bác đang sử dụng wifi một băng tần thì sẽ đổi được wifi hai băng tần. Wifi hai băng tần thì tốc độ mạng nó cao hơn nhiều so với cái wifi một băng tần. Nếu các bác thấy video này ok thì để cho em một like, một share, một đăng ký kênh nhé.